Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được đón quý vị đến với chương trình Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Kính thưa quý khán thính giả, vào thứ hai tuần vừa qua, các học viên lớp cao đẳng Phật học có hai tiết học. Trong tiết học đầu, thầy giáo Thọ Huyền Châu giảng A Tỳ Đạt Ma câu xá luận và sau đó ni sư Tịnh Quang giảng kinh Hoa Nghiêm yếu lược. Kính mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học A Tỳ Đạt Ma câu xá luận, thầy Huyền Châu giảng rằng Nhờ phương pháp hỏi và đáp của các tổ sư trong lượng tạng đã giúp chúng ta hiểu rõ mọi vấn đề trong kinh điển. Thí dụ câu hỏi như tâm tương tục của tất cả hữu tình thuộc giới hữu sắc cần phải y vào xác thân mới sinh khởi. Vậy hữu tình thuộc vô sắc, dòng tương tục của tâm dựa vào đâu sinh khởi? Câu đáp rằng dựa vào mạng căn và chúng đồng phần mà nối tiếp Thầy giảng rằng mạng căn là thọ mạng, là nghiệp lực tích lũy tồn tại trong A Lại Gia. Chúng đồng phần là môi trường sống có sự tương đồng. Lại hỏi tiếp, nếu vậy dòng tương tục của tâm, của chúng sinh hữu sắc sau không nương vào hai thứ này mà sinh khởi? Đáp rằng, bởi vì chúng sinh trong cõi sắc hai thứ này yếu, không có định do bị nhiều thứ chi phối. Nếu người nào có định vững chắc là thắng định sẽ chứng ngũ thông, có thể biến hóa tự tại. Thắng định của Phật là hiện tiền, luôn luôn có mặt. Tổ sư lại đặt tiếp câu hỏi, vậy trong định vô sắc, hai thứ này, tức mạng căn và chúng đồng phần do đâu sinh khởi? Đáp rằng, do thắng định sinh ra. Lại hỏi là chúng hữu tình ở sắc giới có mạng căng và chúng đồng phần nương vào sắc mà chuyển biến. Vậy ở vô sắc thì chúng nương vào đâu? Trả lời là hai thứ ấy nương vào nhau mà biến chuyển. Câu hỏi tiếp là thế thì vì sao ở giới hữu sắc chúng không nương tựa lẫn nhau? Vì sinh trong giới có sắc, hai thứ ấy yếu. Tiếp theo hỏi về tâm tương tục hoặc tâm tâm sở chỉ nương tựa vào nhau luận sư kinh bộ nói rằng dòng tương tục của tâm tâm sở của chúng sanh trong vô sắc không có sở y riêng biệt nên tâm và tâm sở không nương vào nhau nếu nhân dẫn khởi chưa lìa tham ái nơi sắc thì tâm được dẫn khởi đó nương sắc mà tồn tại nếu lìa tham ái thì tâm đó thoát ly sắc trong phần nói về dục giới sắc giới và vô sắc giới luận sư dạy rằng giới là cái duy trì yếu tính của chính nó là phạm vi là ranh giới làm chúng ta nhận ra nó giới hệ thuộc các dục gọi là dục giới thuộc sắc gọi là sắc giới trong giới ấy không có sắc nên gọi là vô sắc giới. Sắc là sự ngăn ngại, là biến hoại có đặc tính vô thường, đủ duyên thì hiện ra nên gọi là thị hiện. Thể của nó không có hình dáng nên vô sắc, giới hệ thuộc vô sắc gọi là vô sắc giới. Hoặc giới của các dục gọi là dục giới vì nó duy trì sự hiện hữu của các dục, sắc và vô sắc cũng như vậy. Nói đến dục là nói đến tâm ham muốn, ước muốn như trong kệ tụng sao. Cảnh đẹp trong đời chẳng phải dục, dục là tham do người vọng tưởng. Cảnh đẹp trong đời vẫn như vậy, người trí trong đó đoạn trừ dục. Ý nghĩa bài kệ nói về tu tập đoạn tham, tức là đoạn dục. Các tu sĩ ngoại đạo cộc vấn tôn giả xá lợi Phất rằng, các tỳ-kheo chưa chứng a-la-hán thì vẫn còn có vọng tưởng nên còn hưởng dục Tuy nhiên lời cọc vấn này sai vì dục đó là dục ý chưa thể hiện ra thân khổ tức chưa hành động nên không phải là phi tỳ-kheo có thể nói vị tỳ-kheo này chưa thanh tịnh thôi những pháp hiện hành trong tam giới không lệ thuộc vào tam giới vì những gì diễn ra ở vô sắc không thấy ở dục giới còn pháp thuộc tam giới tham là những pháp tùy niên trong dục giới sắc giới và vô sắc giới đó là dục tham sắc tham vô sắc tham dục tham là tham tìm phục trong dục giới tham trong các tỉnh lự là sắc tham tham trong các địa vô sắc gọi là vô sắc tham nói chung người tu cái gì cũng biết mà thấy biết như thật đúng bản chất của sự việc nhưng không khởi đắm trong đó, chứ không phải vô tri như gỗ đá. Trong giờ học kinh Hoa Nghiêm Yếu Lược, Ni Sư Tịnh Quang tổng kết phẩm hiền thủ. Tu hành là một quá trình tiến hóa của tâm thức, từ mê tới toàn giác, từ si mê ra trí tuệ. Trong phẩm này nhấn mạnh đến lòng tin nơi Phật tánh, tam bảo gọi là tịnh tính. Do tịnh tính mà phá khởi bồ đề tâm, tức là trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm, trong đó tính tâm đứng đầu. Thập tính nghĩa là 10 đức tin để tu tập của một vị Bồ Tát. Không tu thập tính thì không sao thăng tiến trên đường đạo. Tịnh tính là cốt tủy xuyên suốt các giai vị từ phàm tới thành Phật. Mỗi giai vị là một mức độ triển khai Bồ Đề Tâm. Chiều hướng phát triển Bồ Đề Tâm là hướng về Pháp giới, trên chiều hướng này ngã chấp và pháp chấp sẽ tiêu vong nhường lại cho sự phát triển vô biên của đại bi đại nguyện đại trí mỗi mức độ phát triển bồ đề tâm thì tạo thành một giai vị như thập trụ thập hạnh những bước tiến từ giai vị trước tới giai vị sau thì tùy thuộc vào mức độ giác ngộ của mỗi tâm thức theo công thức giác huyển nhập chân an trụ để tới gần pháp giới hơn sự phát triển từ giai vị này lên vai vị khác gọi là phát triển Bồ đề tâm theo chiều dọc. Một khi an trụ trong mỗi giai vị, hành giả phát triển tất cả những đặc tính của giai vị đó gọi là phát triển Bồ đề tâm theo chiều ngang. Giai vị rốt ráo là nhập pháp giới, được biểu hiện bằng 10 thứ tâm muội. Đây là cảnh giới của chư Phật hay của ngài Phổ Hiền Bồ Tát tam muội là cảnh giới của sự sự vô ngại được diễn tả trong thập huyền môn lý tưởng cao nhất trong đạo bồ tát là an trụ trong mười thứ tam muội ấy hoặc an trụ trong pháp giới vận hành hạnh nguyện độ sinh lý tưởng ấy cũng gọi là hạnh nguyện phổ hiền đây là phương pháp tu viên dung của kinh hoa nghiêm cũng là ẩn ý của phẩm hiền thủ ở vị trí thập tính trình bày toàn bộ quá trình tu chứng từ phàm tới chứng đắc 10 thứ Tam bụi. Phẩm hiền thủ là phẩm đặt nền tảng cho phương hướng tu hành, qua đó nội dung tiến hóa tâm linh được xác định. Trân trọng kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc tối nay thứ hai ngày 7 tháng 12 năm 2020 từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Các học viên lớp cao đẳng sẽ học hai môn A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận và Kinh Hoa Nghiêm Yếu Lược kính mong quý học viên đi học đông đủ để tăng thêm sự hiểu biết đạo Pháp. Quý vị cũng có thể nghe bài giảng qua Facebook Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Ngoài ra, mời quý vị vào trang nhà bồ đề phật quốc org để nghe lại các bài giảng của quý giáo thọ cũng như các chương trình hoàng pháp khác. Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Rất mong quý học viên kiểm tra email thường xuyên để biết các thông báo cần thiết. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.